Tà kiến bán tam bảo. Tôi có vị sư đệ tên Quả Trí ở Thượng Hải. Mẹ chồng cô tin Phật mấy mươi năm, nhưng là người tà kiến, ngang bướng khó độ, luôn luôn cho mình là đúng, lại hay ác khẩu, ưa phê bình, nói lỗi người. Vào thời tà giáo, Pháp Luân Công thịnh hành, bà biến thành đại tướng tiên phuông, hăm hở gom kinh sách tượng Phật vân vân trong nhà đem thiêu hủy hết và bắt đầu tuyên truyền tà giáo, phỉ báng Phật Pháp. Nửa năm sau, miệng bà sinh ung bướu, phải mổ hai lần, sau đó còn bị may cả hai mép. Miệng thường rỉ nước hôi dơ, nên thường dùng khăn lau mãi và phải mổ tới lần thứ ba. Mổ rồi thì bệnh lại tái phát tiếp diễn mãi không lành. Khi tôi tới nhà Quả Trí, thấy mặt bà đã đổi sắc xanh đen. Tuy thân không còn khỏe, nhưng bà vẫn rất cố chấp, ôm tà kiến mạnh mẽ, hùng hằng không chịu nghe ai khuyên. Tôi bảo Quả Trí hãy tụng kinh Địa Tạng giúp cho mẹ chồng, bởi bà tạo ác quá nhiều, hủy bán tam bảo, vọng ngữ tà kiến, tội khẩu nghiệp quá nặng. Bà lại hay sát sinh ăn thịt, không nghe ai khuyên, mạng của bà không còn thọ nữa. May là có con dâu tu theo chính pháp, biết giúp bà, nếu không chắc chắn bà sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ thọ khổ. Ngày 14 tháng 4 năm 2007, Quả Trí gọi điện báo tin, mẹ chồng cô mất ngay sáng hôm đó, thống khổ không thể tả. Mặc dù dưới sự hướng dẫn của Quả Trí, cộng đồng gia quyến dù không tin Phật cũng ráng hộ niệm cho bà gần 2 tiếng. Trong suốt quá trình niệm Phật, Quả Trí luôn quỳ cạnh mẹ chồng. Cô thấy mặt bà đang biến tướng rất hung dữ, thầm đoán biết bà đi về nơi không tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.